cái thận âm, cái thận chân, thận âm của mình ấy, nó hơi kém một chút. Nên ra là nó, cơ thể của mình nó nóng bên trong, mình gây dễ bị táo bón này, rồi người mình nó cảm giác lúc nào nó hơi nóng, có thể thiên sẽ hơi thiên về độ về lâu về dài đấy. Huyết áp sẽ hơi bị cao một chút. Thì thông thường ấy, những người mà nếu như mà không có giãn tĩnh mạch ấy, thì huyết áp nó sẽ tăng cao đi. À thế à? Vâng. Do mình giãn tĩnh mạch nên là nó giảm đi. Thì cô phải nhắn hỏi bác sĩ xem tình trạng của cô như thế nào. Dạ. Nó rụng kinh khủng, nó gần độ khoảng 1 năm nay nó rụng nó đến sốt cả rồi. Sợ là nó còn trơ ra cơ, rụng nhiều lắm ấy. Cô về cô lấy cái chắc bách diệp ấy, cô gội cho cháu. Xong cô về cô đun cái đấy lên cô gội đầu. Nó giúp cho kích thích mọc tóc mới là làm chắc tóc. Đây này, nó bị giãn tĩnh mạch, cô co chân này. Cô day cho cháu cái túc tâm lý này là 1 này. Dương văn tuyền là 2 này. Đây là cái chỗ lồi của cái xương đấy nhá. Tuyệt cốt là 3. Cô không cần day nhiều hơn cả. Cô day cho cháu mấy cái huyệt đấy thôi. Day đều thời gian thì cô thấy là cái giãn tĩnh mạch của cô nó sẽ giảm đi.